Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình 100 Nội Fashion phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV. Thời gian gần đây, làng thời trang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của chất liệu vải gấm. Chất liệu từng chỉ dành cho giới quý tộc, vua chúa trước kia, nay đã đi vào cuộc sống hiện đại như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong một fashion story, nhưng trước tiên mời quý vị đến với đêm hội áo dài rực rỡ sắc hoa. Đêm 4 tháng 3, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật trình diễn áo dài với chủ đề Áo dài của chúng ta, mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau. Tôi thấy thật tuyệt, thật ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc. Đây là cơ hội tuyệt vời để phát huy văn hóa truyền thống của Việt Nam. Cảm giác cái một Hà Nội xưa được thể hiện tất cả trên cái tà áo dài của mọi người, các nhà thiết kế. Năm ngoái thì mình được làm mua đồ, năm nay thì mình được làm khách mời. Thế nhưng mà mình thấy năm nay thì có rất nhiều cái thể hiện về trang trí, rồi về các nhà thiết kế thì làm những bộ áo dài rất là đẹp. Điểm mới của lễ hội áo dài 2016 là sự xuất hiện của những người mẫu đặc biệt, các cụ già, trẻ em ở mọi lứa tuổi. Các nghệ sĩ là những nhan sắc một thời như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, nghệ sĩ ưu tú Thành Tú, nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến. Bên cạnh đó là các vị đại sứ và phó đại sứ của Ý, phu nhân đại sứ Anh, phu nhân đại sứ Haiti, giám đốc trung tâm văn hóa Nga. Với phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Ngọc Hân, người xem thực sự rung động trước sự xuất hiện của những người khuyết tật với tư cách người mẫu. Thông qua chiếc áo dài và ý nghĩa của các loài hoa, một lần nữa áo dài được tôn vinh bằng phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam qua sự sáng tạo của 19 nhà thiết kế trên chiếc áo truyền thống. Lễ hội áo dài 2016 khép lại, nhưng dư âm về ý nghĩa và tính nhân văn của chương trình vẫn còn đọng mãi trong lòng công chúng. Buổi diễn đã chạm đến trái tim người xem và truyền tải thông điệp, áo dài là của tất cả mọi người, hãy cùng nhau trân trọng và gìn giữ giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam. Nếu mùa thu đông vừa qua, sắc đỏ lên ngôi trong mọi phong cách thời trang, từ tông màu đỏ của son môi đỏ rực cho đến sắc đỏ trong hồng peplum trong các bộ sưu tập, thì mùa xuân hè 2016 sẽ là sự lên ngôi của sắc vàng. Vàng là tông màu tượng trưng cho tuổi trẻ và sự căng tràn nhựa sống. Ngoài ra, đây còn là sắc màu của lễ hội. Diện sắc vàng trong dịp xuân hè là một lựa chọn sáng suốt, không chỉ hợp xu hướng mà còn rất đúng dịp. Hàng năm thì mỗi một cái nhà mốt hay là mỗi cái xu hướng mốt thì họ đều có một cái màu nhất định. Nhưng năm nay với cái xu hướng thì đa số là nó sẽ ảnh hưởng vào cái sắc vàng. Sàn diễn thời trang xuân hè năm 2016, nơi sắc màu vàng lên ngôi với các thiết kế đẹp mắt. Nhà mốt Gucci với một thiết kế trẻ trung nhưng lại sang trọng với tông màu vàng cam. Hãng Joseph cho ra mắt những chiếc váy được thiết kế khá ngẫu hứng và đầy chất lễ hội cùng gam màu vàng. Paul & John lại tinh tế phối hợp giữa sắc vàng nổi bật và sắc trắng sữa tinh khôi. Doc Sanda trình làng bộ sưu tập phá cách với cuộc dạo chơi màu sắc đầy tinh tế. Ví dụ như màu xanh thì nó cũng sẽ nghiêng sang vàng nhiều hơn, màu đỏ nghiêng sang vàng nhiều hơn. Rồi các cái tông màu nó đều có ánh cái sắc vàng nhiều hơn. Thì nó là cái xu hướng năm nay, có lẽ là một đón chào một cái năm mới thăng hoa và thịnh vượng. Chính vì vậy cho nên với cảm xúc đó thì các nhà thiết kế trên thế giới đa số là họ đưa vào những cái tông màu có cái ảnh hưởng sắc vàng nhiều. Đó là sàn diễn, còn ở đời thường, nếu là một cô nàng công sở, hãy thêm tắt sắc vàng vào các set trang phục để mang lại vẻ tươi vui hơn, thay vì những tông màu như xám, đen, cứng nhất của những bộ vest công sở. Với thời trang dạo phố, chị em có thể thỏa sức diện màu vàng đầy chất xu hướng. Đặc biệt, những ai sở hữu làn da mật ong sẽ càng nổi bật khi diện sắc vàng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Kết thúc tuần lễ thời trang Milan, mọi sự chú ý lại hướng về tuần lễ thời trang Paris diễn ra ở mùng 1 đến mùng 9 tháng 3 năm 2016 với những cái tên đỉnh đám như Chanel, Dior hay Louis Vuitton. Bên cạnh đó, show diễn của Rochas đưa giới mộ điệu vào khu vườn đông với những đóa hoa lụa và nhung. Giám đốc sáng tạo Alexandre Del Acqua mang đến những thiết kế áo cánh với nơ và diềm xếp nếp kết hợp cùng sandal đế xuồng.
Bên cạnh đó là những thiết kế với cảm hứng từ bảng màu của thập niên 70, họa tiết hoa anh đào được sử dụng xuyên suốt bộ sưu tập, từ sandal đến áo sơ mi và cả áo khoác mùa đông. Tại trung tâm thủ đô Valais Paris, bảo tàng Louvre, thương hiệu Dior cho ra mắt bộ sưu tập mới trong khuôn khổ tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2016 với ý tưởng tái hiện hình ảnh những người phụ nữ Paris truyền thống. Nhà thiết kế sử dụng các màu sắc đậm điểm trên trang phục. Sự kết hợp giữa chiếc áo len tay bồng màu cam và chân váy Gucci cặp cao màu xanh dương gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu. Tuần lễ thời trang Paris đưa công chúng yêu thời trang đến với thế giới màu sắc trong show diễn của thương hiệu Manish Arora. Mùa hè này, nhà mốt Ấn Độ lăng xê những gam màu tươi sáng, kỹ thuật thêu và họa tiết đa dạng. Từ khi nảy ra ý tưởng cho bộ sưu tập này, Arora đã kết hợp những yếu tố trong chương trình truyền hình thực tế Twin Peaks của Mỹ với thương hiệu kẹo xẻo Haribo của Đức, sự sặc sỡ, ngọt ngào và những đôi bốt da rắn kiểu cao bồi Mỹ. Hay họa tiết in phong phú, trang phục của Arora được kết hợp cùng những phụ kiện màu hồng, chi tiết lông thú, da và mặt nạ. Ngày xuân, tiết trời ấm áp, thoảng chút se lạnh, có một chất liệu rất được chị em yêu thích, đó là chất liệu gấm. Những năm gần đây, chất liệu này được yêu thích hơn cả. Chất liệu đã đi vào cuộc sống hiện đại như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong mục Fashion Story ngay sau đây. Áo dài cách tân, các loại đầm, quần Âu, áo khoác, quần short. Chất liệu gấm biến hóa đa dạng trong các mẫu trang phục hiện đại, vốn gắn liền với các trang phục mang tính truyền thống như áo dài, áo bà ba của các mẹ, các chị. Nhưng vài năm trở lại đây, chất liệu tưởng chừng đã bị lãng quên từ nhiều năm nay đã dần trở nên phổ biến và tiến gần hơn với thời trang trẻ. Tôi hướng tới cái chất liệu gấm vì là nó đang gọi là thời trang. Vâng, chất liệu này thì nó cũng rất là sang trọng, phù hợp với cái mình đi, có thể mình đi tiệc, dạ hội, đám cưới, hoặc là có thể là dùng để đi chụp ảnh, chơi phố, thì tất cả nó đều rất là phù hợp. Tôi rất thích mặc chất liệu gấm thì nhẹ nhàng, dễ mặc. Cái chất liệu của nó mặc rất nhẹ và mặc thoải mái lắm, kể cả quần lẫn áo dài. Công nghệ hiện đại, các loại vải gấm mới được pha trộn rất nhiều thành phần sợi khác nhau để giảm các khuyết điểm như nhau, nóng, kém bền và co rút. Có loại gấm co giãn, mặt vải ít nhăn và bền màu hơn. Có loại lại mềm, nhẹ như lụa tơ tằm thiên nhiên. Có loại lại kết hợp với sợi tổng hợp làm cho mặt vải phẳng, mịn. Sự phong phú của chất liệu gấm được khai thác triệt để tạo ra những bộ trang phục hiện đại khiến chất liệu gấm không còn bị xem là vải của người già nữa. Cái việc mà gấm mà được mọi người biết nhiều đến hơn thì cũng đúng là một phần thì cũng là do những nhà sản xuất hoặc là những nhà thiết kế cũng đã đưa sản phẩm gấm vào trong sản phẩm thời trang trong những năm gần đây đã bắt đầu tăng lên. Thì chính vì vậy thì cái sản phẩm gấm nó trở thành gần gũi hơn với mọi người và mọi người biết đến nó nhiều hơn. Nó cũng là như là cái mùa thì mình dùng đến những cái sản phẩm đó, và nếu mà các nhà thiết kế mà biết đặt cái sản phẩm gấm nó đúng vị trí và là đúng cái sản phẩm mà chủ lực mà mình làm thì nó sẽ, cái gấm nó sẽ được càng ngày càng được trân trọng. Với người Việt, gấm là chất liệu rất quý. Xưa chỉ có những bậc vua chúa quyền quý mới có vải gấm để diện. Sau này, gấm vẫn mặc định là chất liệu vải quý tộc và thường chỉ dùng cho những bậc trung tuổi trở lên do những hạn chế về màu sắc và họa tiết. Theo thời gian, khi đời sống người Việt phát triển và khấm khá hơn thì gấm cũng được sử dụng rộng rãi hơn và không hề khó để mua được một mét vải gấm về may váy áo. Đến năm 2014, với trào lưu sử dụng gấm Á Đông để sáng tác, gấm được đưa vào thời trang Việt và đã tạo nên những chiếc áo dài có thiết kế đẹp, lạ mắt mà không hề mất đi giá trị truyền thống. Cho đến nay, thời trang gấm đã vượt ra khỏi khuôn khổ của các trang phục truyền thống để hòa cùng hơi thở hiện đại với những thiết kế phá cách, biến người mặc thành quý cô thanh lịch nhưng không kém phần rạng rỡ, tươi mới.
Những năm gần đây các bạn lựa chọn gấm nhiều hơn là vì là nó được các nhà thiết kế tạo được cái xu hướng mới ấy. Nó đưa nó vào áo dài là tạo điểm nhấn mới, tạo cái xu hướng mới của năm nay của giới trẻ của Việt Nam luôn ấy. Còn ở trên thế giới thì gấm cũng được sử dụng, ví dụ như là để làm những cái đầm suông này, đầm hạ eo này, hoặc là những cái bộ mà áo crop top ở trên ở dưới là chân váy xòe, hoặc là zip, hoặc là quần short. Từ trước tới nay, gấm luôn được coi là chất liệu của sự sang trọng, sự bóng bẩy, mềm mại nhưng vẫn rất mềm mã. Duyên dáng của gấm gắn liền với nét đẹp của người phụ nữ Á Đông. Khá nhiều các mẫu thiết kế đã được tạo dựng để đem âm hưởng truyền thống vào cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn mang nét đặc trưng của gấm. Những trang phục hiện đại may bằng vải gấm là sự giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, quý phái, ấn tượng và phong cách là những gì gấm đem lại cho người mặc. Nó không như cái sản phẩm khác, tức là nó là một cái sản phẩm mà có thể là nó bắt ánh sáng. Chính vì vậy thì khi bạn mặc cái áo gấm đấy ở trong nhà, nó có thể là màu khác. Nhưng khi đi ra đường mà ánh sáng tự nhiên mặt trời thì cái bộ của bạn đã có thể chuyển màu khác. Và khi bạn vào trong một cái event nào đó thì cái ánh sáng ở trong cái không gian đó sẽ tạo cho bạn lên một cái hình ảnh rực sáng. Chính vì vậy thì cái sản phẩm gấm nó là một cái sản phẩm rất đẹp và tin chắc là nó sẽ phù hợp với cả mọi lứa tuổi và sẽ còn được nhiều cái thời đại để yêu thích. Trào lưu sử dụng gấm Á Đông để sáng tạo thời trang ứng dụng là mưa làm gió tại các tuần lễ thời trang danh tiếng mùa xuân hè 2016, nổi bật với các thương hiệu như Dolce & Gabbana và Gucci. Ở Việt Nam, nhiều nhà thiết kế cũng đưa ra các bộ sưu tập với chất liệu gấm, nhất là trong tiết trời ấm áp ngày xuân. Theo mình thì là cái thời tiết mùa xuân ấy nó rất phù hợp với cả chất liệu gấm, nó hơi dày một chút. Thì thời tiết này nó cũng không quá lạnh mà nó cũng không nóng quá ấy. Thì là các bạn rất dễ lựa chọn đồ mà chất liệu bằng gấm. Ví dụ như là áo dài hay đầm hay là chân váy thì đều rất là thoải mái. Vải gấm dày, cứng nhưng mặc lên đẹp và đứng dáng. Vải gấm không nhăn thì dễ mắc bởi móng tay hay vật nhọn. Vải không xù nhưng khi giặt dễ bị phai màu nên chú ý giặt riêng chứ không được giặt chung với quần áo khác. Gấm thì từ xưa thì cái chất liệu gấm ấy cũng là một trong những cái chất liệu mà đặc biệt, vì là cái từ cái cách làm ra cái chất liệu đó, từ cái cách dệt, thiết kế. Chính vì vậy, vì cái cách mà sản xuất của nó như thế thì đâm ra là khi những cái người mà dùng cái chất liệu đó thì cũng nó sẽ trở thành một cái chất liệu mà nó phải được giữ gìn hơn, được bảo quản tốt hơn. Nó có ưu điểm thì là vừa sang trọng vừa họa tiết rất là tinh tế. Nhưng cái nhược điểm của nó là nó không co giãn và nó hơi có độ đơ ấy. Thì các bạn nếu mà may thì mặc thì phải là suông hoặc là xòe thì nó mới cử động mới dễ, còn nếu không thì may bó thì rất là khó chịu. Gấm ấy nó là một cái vải nó không quá mỏng và không quá mềm, không đủ độ mềm, nó hơi có cái độ phồng, đúng không? Thì nhưng mà cái được lại là hoa văn nó rất đẹp. Thì mọi người có thể làm những cái áo khoác, áo choàng hay là thậm chí là đầm, nó cũng do là tùy thời điểm của mốt. Dày dặn và cứng cáp, nhưng chất liệu gấm lại được coi như một cô nàng đồng đành bởi chính tính chất của nó. Tuy nhiên, tại Việt Nam, rất nhiều nhà thiết kế vẫn yêu và gắn bó với chất liệu này. Là một cái nhà thiết kế mà cũng đã nhiều năm trong nghề rồi, thì tôi cảm thấy là ngoài cái việc mà cái thương hiệu của tôi nó là cái mà luôn luôn đi hướng về văn hóa, về truyền thống, thì chính vì vậy thì cái chất liệu mà lựa chọn thì nó cũng không thể nào ngoài ra, cái gấm thì nó không thể nằm ngoài được cái chất liệu mà tôi lựa chọn được.
Với cảm hứng đến từ vẻ lộng lẫy, trang nhã của gấm, các nhà thiết kế đã không ngừng sáng tạo để cho ra đời những trang phục gấm sang trọng mà nền nã như những quý cô Á Đông xưa. Những thiết kế váy đơn giản nhưng phá cách, kết hợp với các gam màu tương phản, họa tiết hài hòa, những đường cắt cúp đơn giản mà tinh tế, càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam hiện đại. Khi những cái người mà làm nghề, và nhất là những nhà thiết kế thì phải biết và phải hiểu sâu về tất cả các chất liệu, đặc biệt là những cái chất liệu như gấm. Như trong trường hợp nào thì mình đưa gấm vào? Cái gấm này nó chất liệu là nó sang và nó cao cấp hơn là những cái dòng chất liệu khác, thì đòi hỏi người thiết kế là phải tinh tế một chút. Để có vẻ ngoài sang trọng và trẻ trung, chị em có thể kết hợp giữa áo dài gấm với quần jean hay những chiếc quần ôm chấm mắt cá chân, gọn gàng. Bên cạnh đó là những biến tấu mạnh mẽ hơn với các kiểu trang phục hiện đại hơn cùng gấm. Quần gấm là một lựa chọn đưa bạn ra khỏi comfort zone thường ngày của bản thân. Ngoài ra, chất liệu gấm rất phù hợp để tạo nên những chiếc váy midi xòe nhờ độ bóng cũng như độ cứng của nó, rất thích hợp để tạo nên form dáng tuyệt đẹp cho những chiếc váy dáng này. Cuối cùng, với những chiếc váy ôm hay những chiếc váy bút chì, chữ A quen thuộc, gấm cũng sẽ rộn ràng sắc xuân cùng người mặc. Bên cạnh cái tạo ra bằng gấm thì tôi vẫn làm những cái lớp phủ bằng voan hoặc organza mềm mại để cho mọi người cảm thấy là nó có cái sự pha trộn, để nó vẫn có một cái gì đó mềm mại và nó lại vẫn nổi lên được những cái hoa văn của gấm. Hơn ai hết, chính các nhà thiết kế là người mong muốn chất liệu này ngày càng phổ biến và được đông đảo công chúng yêu chuộng. Thì cách đây, khi tôi làm nghề thì có thường xuyên, có, hầu như đều có làm đến sản phẩm này. Nhưng thực ra thì không phải là chỉ có khoảng 20-30% khách hàng là biết đến sản phẩm đấy, thậm chí những người trẻ thì không bao giờ biết. Và người ta cho cái sản phẩm đấy là chỉ có già mới mặc. Qua những cái bộ sưu tập thì mình cũng muốn giới thiệu các bạn gần đến với sản phẩm gấm và phải thấy, trước tiên là phải cho người ta thấy được cái vẻ đẹp của nó, là tại sao mà nó đẹp. Rạng rỡ, quý phái và nền nã là những gì trang phục gấm mang đến cho người mặc. Tuy nhiên, với chất liệu này, chúng ta phải lưu ý những gì? Hãy cùng tìm hiểu trong một Fashion Tips ngay sau đây. Theo cái quan điểm của mình ý, thì gấm thì bao giờ nó cũng phải thoải mái. Các bạn trẻ nên chọn những cái loại mà nó gấm nó mềm vừa phải, nó không cứng quá. Vì thực ra là cũng có cái loại mà gấm nó cứng ý, thì lên đầm hay là lên áo dài nó cũng không phù hợp lắm, nó chỉ hợp với áo khoác chẳng hạn. Đấy, thì mình cứ chọn theo cái gu của mình là thứ nhất. Cái thứ hai là cái form dáng, cứ đầu tiên là lựa chọn là phải thoải mái đã. Cái form dáng ấy cũng phải lựa chọn để sao cho nó phù hợp với cả cái vóc dáng của người mặc ấy. Thì có những bạn mà rong ròng ấy thì mặc nó rất đơn giản rồi thì có thể đi giày bệt được, nhưng mà đặc biệt các bạn nữ muốn đẹp thì bao giờ cũng phải đi trên một đôi cao gót từ 5 đến 7 phân. Không được dệt một cách bình thường như các loại chất liệu khác, thì chính vì thế thì nó cũng sẽ mang lại một cái đặc biệt. Khi mình sử dụng thì mình nên chú ý là nó sẽ tránh bị xước hơn ra các cái sản phẩm khác, thì mình tránh va chạm. Vì chính vì vậy thì người ta cũng thường dùng gấm vào cho những cái lễ hội hoặc là một cái tiệc tùng mà quan trọng. Tới đây thời lượng của chương trình đã hết. 100 nội fashion tuần này xin được khép lại tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin và góp ý cho chương trình qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, những người làm chương trình xin gửi đến các bà, các mẹ, các chị lời chúc sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhân dịp mà mùng 8 tháng 3 thì tôi cũng muốn thiết kế một cái bộ sưu tập coi như một lời chúc để gửi đến các chị em, với mong muốn chúc các chị em luôn xinh đẹp, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Nhân dịp này thì tôi muốn gửi lời chúc các bà, các mẹ, các chị em là đó là một lời cảm ơn vì
có người phụ nữ trên cuộc đời này thì làm cho chúng tôi cảm nhận được cái tình yêu như thế nào là tình yêu đích thực.